Đứa trời bên... ơi, con ơi là con. Má, tại sao vậy? Mày phá trong nhà chưa đủ ra, mày đừng làm gì. Bơm nó ra, bơm nó ra. Bơm nổ nhà mình thì sao? Nổ nó mà nổ má, con làm cho vui á mà. Vui quá ha. Rồi rồi rồi, sao ra đây đứng bán. Dì ba đâu sao không đứng bán? Dì ba đi chợ rồi, dì ba kêu con coi nhà cho dì ba. Không, mày đừng có xạo. Dì ba đi chợ là luôn luôn nói với má một tiếng. Đằng này mày ra mày kiếm thằng Quý cái chắc. Trời, có rồi má ơi. Thằng Quý nó nằm ở đâu đây nè, thế nào mày cũng đây. Có rồi má ơi. Kìa, thằng Quý kìa, nó nằm. Má tin vô đi, trời ơi. Má con hồi nào giờ mới tin, còn đâu có rồi. Má. Con nằm rồi nè. Má, có sao không? Trời ơi, con với cái nuôi nó xong bây giờ nó xô mình sắp mặt. Mày nha, riết người ta coi không được rồi đó, đi vô nha. Dạ. Má, nhà thằng Quý. Con ở nhà con. Bây giờ mày mất nhận thức nhà nào nhà mày luôn. Con cái gì mà hư đó. Trời ơi. Cái này là tại bà ba không coi nhà mà để cho nó coi nhà. Bà ba đâu rồi? Em nè chị. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng. Dầm mưa dài nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Đi đâu sáng giờ? Em ra chợ mua cái chổi lau nhà cho chị nè. Đi mua chổi lau nhà thì mua chạy về cho lẹ, mắc mới thì đi kiểu đó. Em đi bộ mỏi giò lắm, em phải lái cano cho nó đỡ mỏi. Rồi em đỡ mỏi giò chưa? Đỡ, mà mỏi tay. Chị biết sao em mỏi tay rồi. Sao vậy chị? Lái cano phải lái kiểu đó. Chị lái làm sao? Lái cano lái vậy nè. Lấy em coi coi. Lên em. Chị. Sao? Cái này đỡ mỏi nè. Ừ. Mà thấp gì để điểm. Không mà vui. Phải nhảy lên nha. Lên. Giống xuồng máy quá vậy. Đi xuồng máy là hồi xưa em nhớ không biết ba. Chị lái em hả? Đúng rồi. Đi nè. Nghe em hát câu dân ca sông vườn hà. Lòng anh trời quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa. Nhớ xa, nhớ xa, nhớ xa xưa. Trời trưa bóng dừa. Kèn hò nhau tình quê hai đứa. Lấy người ma non hương tâm em biết bao kỷ niệm. Anh ơi, má đi rồi, ra đi. Kêu không ra, gõ cửa mới ra. Cốc, cốc, cốc. Gõ cửa trái tim, dám em bước vào. Dù tình xót xa, chung thân quyệt đào. Ngủ vui với chim bao, đôi nghiêng mắt sáng sâu. Nhưng anh vẫn hàng xóm ơi, dùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh. Tháng ngày sống riêng một mình, nhà cạnh bên em. Ôi, sống... hết hồn à? Má đã không cho mình quen nhau rồi, bây giờ má đi rồi tranh thủ làm được gì làm đi anh. Ờ ha. Anh nhớ quá. À. Anh cũng nhớ em nữa. Anh khỏe không? Anh khỏe. Em khỏe không? Em khỏe. Vậy đi. Anh ơi. Má... anh trốn rồi. Trời ơi, má đi rồi, ra đi. Anh nhớ em quá trời ơi. Kẹo của em đâu? Biết mà. Nè. Sao có chút chéo vậy? Đừng có lo. Đây là kẹo anh bán cho người ta thôi. Còn kẹo anh tặng em thì nó phải dài hơn như dây nè. Đó. Em thấy không? Nó dài vậy đó. Anh muốn nó giống như tình yêu của hai đứa mình vậy đó. Kéo dài. Dài mãi luôn. Nhưng mà cái kẹo á thì càng kéo nó càng dài, rồi thì nó cũng sẽ gãy thôi. Em sợ á, tình yêu của mình á, nó gãy như cái kẹo này thì phải làm sao á anh. Trời đất ơi, đừng có lo. Đã có anh ở đây rồi, em cứ yên tâm, anh sẽ lo cho em hết. Em thích cái gì anh mua cho em hết luôn. Bởi vì sao? Bởi vì anh nghèo mà. Thiệt. Chính vì cái nghèo đó má không cho lấy đó anh. Ủa vậy hả? Thôi, đừng có nhắc cái chuyện đó nữa. Buồn lắm. Ăn kẹo đi. Sao? Ngọt không? Ngọt. Anh không tin. Ai cho tụi bay chơi cắn kẹo với nhau vậy? Ủa? Qua xa là vui. Nhà chàng nhìn ngay. Ai cũng cười.
Chị không thích hả? Không thích. Xuống đi má. Chị ba, chị tỉnh đi chị ba. Hết tưởng tượng. Chị coi kìa, tại chị hết tại chị. Bây giờ tụi nó ôm nhau, nó kia ôm nhau. Chị làm gì đi, tôi không biết, chị xử lý nó đi. Để em. Chị làm gì vậy? Em dễ bùa dễ ngã cho nó xa nhau. Trời ơi chị ơi, chị làm gì vậy? Chị vẽ cách mấy tụi nó không có dứt ra đâu. Bây giờ tôi không muốn thấy cảnh này nữa. Để em. Gì nữa? Em dễ ngã cho chị chết. Chết nè, chết nè. Bây giờ chị làm sao? Thì chị nói không muốn thấy cảnh này nữa thì chị có chết mà không thấy thôi. Chị ơi, chị nhìn đi. Ai? Thằng Quý, Quý. Nghèo sơ, nghèo sát sao đứng với con trà nhà mình được? Dạ, dạ bác ơi bác. Mặc dù con nghèo thiệt nhưng mà con bù lại được một cái. Cái gì? Đẹp trai, đẹp trai. Nó đẹp thiệt mà. Rồi đẹp có ăn được không? Ăn được sao không ăn? Xấu có ăn được đó chị đẹp. Cái gì mình cũng muốn ăn hết, con trai là thấy tôm tướp liền à. Tôm tướp chứ xong tôm tướp. Mình ngồi mình ăn nó đi. Ăn cho mình thèm hả? Thèm này mình kìm nước miếng mà chảy đồng đồng kìa. Áo bự kìa bà. Trời đất ơi, kệ tôi chứ, mình ngồi mình ăn, mang vô cái buồn ăn đi. Bà trai của mà. Ủa mắc cười quá, mở treo miệng mèo bị không thèm. Dạ, dì ba dì hai ơi, mặc dù là bây giờ con nghèo thiệt, nhưng mà 1-2 năm nữa thôi, con ráng đi làm ăn kiếm tiền, con có tiền rồi con về con lo cho em trà được mà. Chắc 1-2 năm không? Thì 2-3 năm. 2-3 năm? 3-4 năm. 3-4 năm? 7-8 năm gì đó. 7-8 năm! Mày lo cho con trà tao tới 7-8 năm sao mới lo được? Trời ơi, mày vừa phải thôi chứ, cái tao cần là ngay bây giờ mày phải lo được cho con trà. Còn không lo được cho con trà thì phải lo được cho mẹ của con trà. Chị có bị gì đâu bắt tao lo. Bao quá đâu. Cái gì vậy? Ai kiếm gì vậy chị hai? Thằng Giang đầu quắn, chị mượn tiền nó. Mượn bao nhiêu? 50. Để em trả cho. 50 triệu. Trời. Ê, chị ba. Hả? Trời ơi, có gì đâu sợ. Đứng đây đi, có con ở đây mà. Sợ gì hả? Sợ hả? Ba quá. Ai đây? Tao là đòi nợ mày. Đòi nợ hả? Ừ. Dì qua nợ mày nhiêu? 50 triệu mày. Đây là em dì qua, có gì tự xử lý đi nha. Anh ơi, nãy giờ em bị né chứ không phải em liếc anh đâu nha anh. Mà qua đâu? Ở đây nhiều qua lắm, anh muốn kiếm qua nào? Qua Lan, qua Cúc, qua Phượng, qua Lài, qua 10 giờ hay anh muốn qua đời? Nhấn mặt hả mày? Tao kiếm mà qua qua. Qua qua là kia qua qua hả anh? Ờ à, không, qua ga, qua ga, qua ga. Có cái tên để đòi nợ mà cũng dấp nữa. Qua ga phải không? Ừ. Chỉ qua đời rồi. Còn bà là cái gì của bà? Em ruột. Nợ nó cứng qua cho cô. Còn sống nhăn răng luôn á. Đã trả nợ rồi mà đấy. Vẫn mặt không ai. Bà đâu? Hôm nay phải có 50 triệu cho tao nghe chưa? Trời ơi anh ơi, anh cho như nhận lãi. Anh giàu mà, tiếc chi 50 triệu cho xíu. Giàu là hồi xưa thôi, bây giờ tao nghèo dữ lắm rồi. Tao phải thổi bong bóng để tao mưu sinh kiếm thêm, mày biết không? Thổi bong bóng? Ừ. Mưu sinh? Ừ. Thổi bong bóng nghèo phải rồi. Đàn ông con trai mới lớn á, muốn lập nghiệp, muốn giàu đó, phải thổi kèn. Thổi kèn? Ờ. Là sao mày? Anh tuổi gì? Tuổi Tuất. Tuổi Tuất, Tuất là chó, con chó mắc hay đổ gèn, phải thổi kèn. Thổi kèn thổi sao? Em chỉ cho anh. Có kèn không? Có sao không? Đó nè. Cái gì ba, kèn đồ chơi mà thổi vậy? Anh khi dễ nó quá, mình tập cái gì cũng phải tập được cái nhỏ tới cái lớn cho bớt bỡ ngỡ, hiểu không? Kèn đồ chơi, nhưng mà em thổi ra bài duyên phận đó. Phải không? Đâu thổi cho tôi nghe coi nè. 2-3. Đó, mình hay thổi. Quá cô ơi, cái kèn này tao tịch thu nha. Gì kỳ vậy anh? Một tiếng đồng hồ nữa tao mà không thấy tiền, cái kèn này tao lấy tao thổi đám ma nhà mày. Đi. Chết rồi. Dì ba, tụi nó đâu? Tụi nó đâu còn đứng đây không? Chơi khô máu nè, tụi nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Trời trời, chủ shop mặt nạ là mày đó. Mày bao nhiêu mặt lật à. Lấy mày chạy về đó rồi đánh ta. Nè, bởi tao tánh tình mày vậy mà hèn nhát mà trốn tránh vậy đó. Chị hai không cho mày lấy con trà là phải rồi. Suốt đời không được lấy con trà nha mày. Dì ba ơi, con thương trà thiệt mà dì ba. Dì ba ơi, không tin con hả? Con thề với trời đất, nếu như mà con không lấy được trà, con sẽ không cho ai lấy trà hết. Mày ngon mày cản tôi coi.
Ai đây? Lady and gentlemen, I am a Xuân Tiến. Mày nhảy lọt chọt vô đây làm gì đây? Ê, vô đây tao kiếm trà mày. Cái gì? Mày kiếm trà làm gì? Để cứ hỏi vợ. Hỏi vợ? Mày cưới trà? Đúng. Mày có gì mà đòi cưới trà? Có gì là quyền của tao, mày xê ra mày. Tao không xê á. Xê ra. Không xê á. Mày đi đâu? Xê ra mày. Tao không xê á. Mày đứng bên con kịch hả? Không có tiền trả nợ đừng có đòi nữa. Có vàng. Hey, cha. Đám cưới đi. Dọn đồ đám cưới tụi mày ơi. Đám cưới tụi mày ơi. Thôi nhanh lên cưới. Mời nhà trai vô. Dạ. Em trai này gì? Em trai con vừa đáp chuyến bay cao tốc về Việt Nam. Ê, bay gì bay cao tốc? Cao tốc là đường cao tốc. Máy bay là máy bay cấp tốc. Thôi mà. Dạ. Nó về tới nơi nè. Mời vô. Vô. Trời ơi, sao nóng quá đi. Nóng quá đi nè. Ở đây là xứ nóng. Mặc áo cho dườm già. Không nóng cũng là nghiêng. Dạ, con xin lỗi. Con về trễ tại con mới bay từ Lào về nên con tới trễ. Lào? Dạ. Lào là kế Việt Nam phải không con? Dạ, Lào Cai. Ê bé, dạ. Chị mới bên Cam, chị về á. Campuchia. Cam Ranh á. Tính ra mình gần nhất ở Nhật. Nhật Bản hả? Nhật Tảo. Trời ơi, vui dữ ta, gia đình này vui dữ nè. Nè, dạ. Sao con gặp được con Trà nhà bác? Dạ, con học chung với em Trà từ lớp 1 tới lớp 12, rồi con đi du học. Rồi nè, mời con ngồi. Dạ, anh con ngồi rồi, thôi để con đứng hầu chuyện hai con. Dạ, dễ phép quá, bác thích, tôi chịu. Vậy cho bác hỏi, con tên gì? Dạ, con tên Thanh. Anh Thanh! Con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 30. 30! Gì vậy chị? Hỏi quá trời hỏi, người ta biết trả lời giùm, đánh cũng ngộ à nghiêng. Ủa chị quá, bây giờ chị biết cha chị hỏi luôn đi. Qua đêm hỏi cho. Sao đó? Ngồi đi con. Ngồi hỏi cho đàng hoàng nha. Dạ. 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 Con giới thiệu về hoàn cảnh gia đình đi. Dạ. Con với anh con á, không may mắn sinh ra trong một gia đình mà có cha nhưng mà có mẹ luôn. Có cha nhưng mà có mẹ luôn cũng bất hạnh là nghe. Nói chung á là hôm nay con tới đây là con muốn hỏi cưới em Trà. Có tiền là cưới được hết là nghe. Dạ, hai cô yên tâm, con có chuẩn bị hết rồi. Anh hai, Tết tới là Tết con gì? Con chó. Dạ. Con chơi. Ủa, sao cô chửi con? Cô đâu chửi đâu, cô nói bình thường mà. Con chơi. Sao cô chửi con? Nó đó bình thường có chửi. Con chơi. Đừng có hỏi nữa. Hỏi hồi mà chửi mày nữa đó. Dạ. Mang con chó. Được. Đây là con chó bằng vàng 4 số 9, nặng 15 kg. Đây là quà cưới của con cho em Trà. Trời ơi, cưới chồng. Cưới con ơi, khoan đã. Mọi chuyện hãy để đến đi luôn. Người ta nhảy dần, không nói tiếng nào cũng là nghiêng. Dạ, cho con xin lỗi. Dạ, con xin được giới thiệu, đây là cha của con. Chị tiếp chuyện anh Xui đi chị. Anh Xui đúng không? Dạ. Anh Xui ơi. Alasso. Hàn đi bút chì gri ra hàn gri. Hàn đi ta bút chì gri ra hàn gri. Nói lại một cái được không?
아니요, 한디 부치그리라 한글이, 한디 부치그리라 한글이. Nói tiếng nước ngoài quá trời câu, mà câu nào cũng nghe toàn cứ đi cũng lạ nghe. Dạ, dạ, tại vì cha con là người Việt nhưng mà lại sinh sống và làm việc ở bên Hàn Quốc nên nói tiếng Nhật Bản rất là hay. Hàn Quốc? Dạ không, nói tiếng Hàn Quốc rất là hay. Ông anh ơi, chào tôi thử tiếng coi. Hàn Quốc đi. Alonso. Ôi trời ơi. Xin chào. Alonso. Adon răng hố. Mày đi rồi hả mày? Trời trời, ai hô sẵn cho mày chửi tao vậy? Dạ. Dì bình tĩnh. Ủa? Dạ. Quý. Dạ. Ba con hả? Dạ. Trời đất ơi, trước giờ ở kế nhà gì mà gì không biết ta? Ừ. Dạ. Trời ơi. Tại vì bao nhiêu lâu nay con đã che giấu thân phận. Cho ba giới thiệu tên. Dạ. Úi trời. Ông anh tên gì? Tôi tên Hon. Dạ. Hon. Lim Min Hon. Không phải. Bắc Kim Hon. Không phải luôn. Han Chun Hon. Càng không phải. Chứ cái gì Hon? Khủng long tí Hon. Dạ thưa hai bác, bao nhiêu nay con che giấu thân phận này. Cỡ trời, làm những người nổi tiếng che giấu thân phận. Làm như nó là vua chúa mà. Dạ, tại vì gia đình con rất là giàu, nhưng mà con không muốn mọi người nói thằng này sống ỷ lại vào người khác, nên con đã tự lực cánh sinh, tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Con có dũng mãnh hay không? Ngu. Ngu là đúng. Tại sao con có một người cha giàu như vậy mà con không nói cho mọi người biết? Dạ. Lấy vợ đơn giản thôi mà. Dạ. Con nhỏ con muốn lấy tên gì? Dạ tên Trà. Trà Quý. Dạ. Chị quá, không cho lấy đúng rồi. Không cho lấy đi. Nhưng mà ở đây tôi có tiền. Này ông anh. Cái gì? Ông anh có tiền ư? Ông anh có thấy con chó vàng của tôi đâu? 15 ký vàng để tặng cho em Trà đó. Ông anh có gì nè? Tụi bay đem vào. Ông anh, ông anh biết sự khác nhau giữa ông anh và ngôi nhà là gì không? Là gì? Ông anh không có cửa đó. Công nhận câu này ý nghĩa nhân văn à nghe. Đúng rồi, tôi thấy con chó này nhỏ hơn con chó bên này nghe. Trời nè, nếu muốn con chó lớn hơn tôi vẫn có thể làm được. Đúng trời vậy. Trời ơi, nói chung là kẻ chính là người 10 cân thì làm sao mà đo được. Kẻ ta? Chính là người nửa cân bà. Ê, tôi không có học, chị ba biết, chị ba chỉ tôi đó. Thôi nè, bây giờ hai bên đều già như nhau. Em có cách này nè chị hai. Cách gì? Bây giờ cho hai bên đấu với nhau đi. Bên nào hát được nhiều bài bolero nhất, bên đó được quyền cưới con Trà. Hay lắm. Ê, để em vô em thuyết phục con Trà nghe. Rồi rồi, để tôi. Từ đây tới cuối, không có ga nữa, bảo trọng mà nghe. Rồi rồi, bây giờ là phần thi đấu giữa hai đại gia bắt đầu. Anh sẽ... vì em làm thơ tình anh, anh sẽ đưa mây kết thành lâu đài, kết thành lâu đài nơi chiều buồn đêm chẳng nào tới, đời chiều vàng hôn lên làn tóc, nơi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Thôi là hết em đi đường em, thôi là hết em đi đường em, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi, chỉ bấy nhiêu thôi, còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngơ. Em mơ suốt đêm thao thức vì em, vì lời giã từ lúc em trở về, từ mai đây em lại đến lúc quyền chọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Mùa thu lá bay em đã đi rồi, lá bay em đã đi rồi, vỡ tan ôi bao giấc mộng lửa đôi, vỡ tan ôi bao giấc mộng lửa đôi, giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau, giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau, hẹn em kiếp sau ta tìm thấy nhau, hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Ôm mê ly, mê ly đời ta, everybody say, ôm mê ly đời sống với cây đàn. Tình hình tan dạo phim rồi ca vang, chiều đêm em nhìn phía xa mây vàng, dù lòng ta dạo khúc ca với đàn, một chiều mưa ha ha vang mưa rơi, giờ cùng ta mưa đám cho tươi đời, một ngày nắng ta ha vang nắng tươi, đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui, đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui.
tôi lều 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 lều. Chúc mừng ông anh, trời ơi chiến thắng rồi nha. Dạ, trả tiền cho tôi. Tiền đâu? Tiền tôi mà ông anh, dễ tôi mà. Anh xui, trả giùm em 50 triệu. 50 triệu đơn giản thôi mà. Từ từ. Mày kêu ba lên đây giả người giàu thôi chứ mày không có, nó phải đem theo tiền 50 triệu lớn quá tiền đâu được. Người con cũng đâu có tiền đâu, cha cũng không có luôn hả? Rồi sao có trả tiền tôi đâu? Tôi... Ê, mấy người làm gì? Ông Thái, ông thiếu tiền tôi mấy năm trời không trả, bây giờ lớn lên đây trả nợ tôi đúng không? Không có. Tôi ở dưới quê, tôi lên thăm trai tôi nhớ nó quá, tôi chưa có tiền, cậu để từ từ tôi trả được không? Vẫn mặt hả? Hất nợ nữa hả? Anh Giang, anh lộn rồi đó, cái này ông xui của tôi, ông giàu lắm. Giàu giàu con khỉ, ông thiếu tôi 10 triệu mà mấy năm không trả kìa. Trời đất ơi, 10 triệu gì, yên tâm 10 triệu thôi mà, có con chó vàng bự trong kia kìa. Bà nói con chó ngoại à? Con chó bằng mút. Vẫn mặt hả? Giờ nghèo quá, không có tiền làm, đi lừa đảo hả mày? Không, không. Hả? Không, tôi không có lừa đảo. Lừa đảo rồi. Nè, đứng mặt hỏi. Nè, đứng mặt hỏi. Ổng là 10 triệu cái gương của bà á, còn bà 50 triệu trả cho tôi. Tiền đâu? Tiền đâu? Tao trả. Dạ 50 triệu, còn cái này là cho thêm. Dạ. Để yên cho nhà vợ tao. Dạ dạ, em biết rồi. Còn mày, mày 10 triệu đó đâu mày? À, tiền đó đâu? Anh ơi, từ từ. Từ trả nó. Từ từ mày. Không, anh không thể trả tao. Tôi muốn tiền đúng không? Đây, tiền đây. Quý, từ từ con. Đủ mà. Từ từ. Đủ. Từ từ, con nhận đứt tay con. Bà để đó con. Không có đủ đâu. Đủ mà, chắc chắn là đủ mà. Quay đếm nhiêu đó, chừng nào đủ cho trả cho tao 10 triệu. Người ta trả cho tao rồi. Trả lại người ta. Tao không cần. Sĩ diện hả mày? Nghe mày đặt sĩ diện hả mày? Ba mày thiếu tao 10 triệu mà mấy năm không trả. Bây giờ có người trả mày đặt sĩ diện hả mày? Cậu bình tĩnh cậu. Tao con trai tôi nó nhỏ nó không biết. Được, coi như là bây giờ tôi với cậu không còn nợ nần gì nữa nha. Tôi hết nợ với cậu rồi. Cậu ơi, cậu, tôi lại cậu, tôi cảm ơn cậu. Tôi hết nợ nần rồi, đừng kiếm tôi nữa nha cậu. Nè, mày trừ cái mặt tao ra nha chưa mày? Dạ, dạ, cảm ơn. Bớt đi lừa đảo rồi chưa? Dạ. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi cảm ơn cậu, tôi đòi ơn cậu nhiều lắm. Tôi ráng, tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi trả lại cho cậu nha cậu. Bác không phải trả tiền cho tôi đâu. Bác chỉ cần nói với con trai bác á, tránh xa Trà Ra. Mày nói cái gì? Mày nói tránh xa Trà hả? Quay đây! Mày nói! Quay! Mày muốn gì? Thôi! Mày muốn gì? Nhục không chết!
lỗi là do hoàn cảnh thôi. Mạnh mẽ lên. Trong đời người ai cũng ít nhất một lần được yêu và lỡ hẹn mà. Hai cha con mình không còn xa nhau nữa. Hai cha con mình sẽ đi buôn bán với nhau. Không sao hết. Đi. Đi với ba Quy. Đi. 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 Đi đi. Dùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh. Tháng ngày sống riêng một mình. Chắc bằng kiều. Ủa khoan 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 khoan, giữ nguyên vị trí, giữ nguyên hình. Tại sao ba người này kết bên mà sao ba kết bên kỳ vậy? Ủa gì vậy trời? Ba nhớ rõ ràng lắm, bữa con dặn ba là hãy dặn cái bên nào có cái răng sâu. Nè bên này ba có cái răng sâu nè đó. Nhớ không? Cái ba kết ba dặn bên này. Đúng rồi, làm sao mà sai được? Hôm bữa con có dặn ba như vậy. Đúng rồi. Vậy là ba gì làm sai không? Cái gì mà sai hoài, sai hoài à? Trời ơi, khán giả người ta nhìn lên, người ta thấy ba dì làm đều nhau như vậy, người ta suy ra là ba dì làm đúng. À lại có mình ba sai à? Yeah. Kỳ vậy, tự nhiên ta sai nhất trong cái đám đúng nhất, thật ra ta sai là sao? Ủa ta nói gì ta? Kỳ vậy. Thôi dẹp đi, tập tành gì nữa trơn. Lưu tô mày đặt hát cho sang vô, múa mai quay cuồng. Nãy xem chút té dập mặt rồi. Dẹp đi, không có làm gì nữa. Mày đó, mày lo chuẩn bị đi, chiều nay đi gặp má mày. Còn mày, người phụ nữ bự nhất Vịnh Bắc Bộ, chiều nay mày hát mở màn nghe chưa? Dẹp đi, không làm cái mới gì hết á, y như cũ. Tối nay tao vô tao tụng kinh đây. Ôi ba chửi mệt ghê á. Mày chửi con. Ui, ba chửi năm ba chửi vậy thôi chứ ba thương mày lắm mày ơi. Thương năm mày lắm, đừng có lo nghe chưa. Chứ nè, ba mà không thương á là không bao giờ mà lụm mày về xong rồi cái nuôi mày được mười mấy năm trời vậy đâu con. Đúng rồi đó con, bà điên này bà nói đúng nè. Vậy tao tên Liên. Quên, bà tên Liên. Cái bà Liên này bà nói đúng nè.
bà Phượng đó, bà lụm con về mười mấy năm nay. Nhớ không? Cái khoảng mà năm 2000 đó con. Hồi nào chị? Đây nè, chị nói cho hai em nghe. Cái khoảng mà cái thời cái bài gì nổi tiếng nè ta. À, cái bài mà tình anh giữa tình anh, đêm giữa tình em. Hoàng Cẩm Châu. Đúng rồi, hát 2, 3. Tình anh giữa tình anh giữa tình em. Tình anh giữa tình anh giữa tình em. Tình anh giữa tình anh giữa tình em. Cái thỏa mà bông mới trổ, bông mở. Tự nhiên lúc đó bà Phượng bà lượm về một đứa con nít, bà bắt là nuôi cho bằng được. Trời ơi, chị Phượng, chị điên hả? Chị nghĩ làm sao vậy? Thân chị lo chưa xong, làm sao chị lo cho đứa nhỏ chứ? Đem nó vào trại mồ côi ngay, mang vô chùa cũng được chị ạ. Sau khi nói câu đó xong, con bé nó khóc tức tưởi. Mày khóc mà. Tao giả một cái giờ mày tính chưa? Mày đứng chưa? Con bé nó lại khóc. Tụi gì phải làm sao? Tụi gì phải hát? Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Con số gì ra cơ cha con mấy con mấy gì ra. Cái nó đến cái lúc đó ba dì mới quyết định nuôi ra mày đó. Thôi ba dì đừng xạo với con. Nếu như mà bá Phượng thương con thiệt á, thì bá Phượng đâu đi kiếm má ruột con xong rồi cái trả con về cho người ta đâu. Nhỏ này mở miệng ra cái chính kịch liền luôn. Vô lấy quà cho nó. Ơi đâu ạ? Đây là một món quà mà ba dì cất công bỏ xuống. Ba dì làm cho con. Đây là một món quà vô cùng quý giá. Ba dì phải dùng 7-7-4-9 ngày để có thể cắt mai, 100 ngày để đính hột, một năm sau mới hoàn thành xong con ạ. Và đây là món quà mà ba dì dành cho con. Con ơi, chiếc đầm này quý lắm. Chắc không có trên trần gian đâu. Bao đêm ba dì ngồi thưng trắng. Cũng may nó ra cài đầm. Cảm ơn. Con cảm ơn ba dì. Dì ơi. Sao con? Con xin phép nha. Tối nay con bận cái đầm này nè. Cho con ra con bán vé phụ dì nha. Cái gì? Không. Không. Con không được đi bán vé. Không. Con nhất định đi bán vé. Không. Này. Mày điên hả? Bước qua đây. Hư hỏng bước qua đây. Đã bị một lần rồi. Lần trước lén bà Phượng đi ra ngoài đó bán vé. Rồi cái tụi du côn du đảng nó dê mày. Tại sao? Tại nó giống con gái quá mà. Tao cái thiệt. Chính vì mày là người con gái thiệt duy nhất trong cái đoàn này, cho nên người ta dê mày. Mà người ta dê mày thì ba dì phải binh. Mà ba dì binh thì đâm ra ba dì quýnh lộn, quýnh người ta lỗ đầu. Hiểu chưa? Đó, bây giờ nè, cái nhiệm vụ của con á là con phải mặc cái đầm này. Để chi chiều nay má mày qua rước mày về, má mày thấy mặc cái đầm này má mày bỏ mày. Ủa gì kỳ vậy? Cái đầm này tao không dám mặc, đừng nói chi mày. Hiểu không? Cái đầm này mày mặc tôi đi rồi má mày nhìn mày mặc cái đầm này là tưởng mày như ba tụi tao mày, má mày cho mày ở lại. Yeah, tưởng sao? Thôi. Cái gì cứ giỡn hoài à. Sao? Con thấy cái đầm này công phu quá trời luôn. May được cái đầm này là tốn biết bao nhiêu công sức không? Trời ơi, mấy năm trời đó con, 100 ngày. Với lại con thấy mấy gì ha, đẹp nè. Ừ. Hát cũng hay nè. Gì múa cũng giỏi nữa. Bởi giờ nãy con dựng cái tiết mục hồi nãy thấy không? Để cho cái đoàn lô tô mình nó có cái tính gọi là cái tính nghệ thuật hơn. Cái gì? Dạ. Nghệ thuật? Trời đất ơi, con nghĩ làm sao vậy? Lô tô hội chợ mà đòi nghệ thuật. Khán giả người ta vô mua vé vô đây nè, ta coi cái gì? Ta coi cái gì đó thoải mái, vui vẻ, giải trí. Đúng rồi, nghệ thuật nhức đầu là không ai coi đâu, con hiểu không? Gì kỳ vậy? Hôm bữa ba dì hứa với con sao? Hứa với con là tập luyện đàng hoàng, xong rồi phụ con thuyết phục bác Phượng cho mình diễn cái tiết mục mới này nè. Rồi giờ vậy, dẫn luôn. Thôi mà. Các dì sẽ dì con. Được rồi. Rồi gì? Trời ơi bà Phượng ơi, bà Phượng. Mấy đứa dễ sợ con làm hôm bữa kia nó quay lại kìa. Trời ơi, thả em ra, đừng động vào người em. Tránh ra xa, đừng phá ngay tình cỏ lắm. Em làm mơ. Nói cái gì không nghe được luôn á. Nói cái gì á. Nè, tụi kia, tao nói rồi nha. Đụng vô tụi tao, tao đánh chết này nha. Đừng ăn hiếp nha, tao đánh chết à. Khô máu nè. Lột cuốc ra quốc đi. Đi. Coi đi được thì đi luôn đi. Đi không. Đi không. Xong đi đánh lộn luôn đi. Đâu, đứa nào qua đây đánh lộn. Tao cầm đầu nó lên chính quyền. Đứa nào. Xong thấy đứa nào ở trên vậy. Bá. Sao bà con Ghẹo. Quỷ mà. Mới sáng sớm ghẹo chọc à. Giờ này mà còn lăng nhăng diễn ngoài này nữa. Không lo mà đi sửa soạn đi. 9 giờ sáng rồi. Không lo đi make up đi. 9 giờ tối diễn đó trời. Bá Phượng.
Cái gì? Tự nhiên con thấy buồn quá. Con muốn chơi, con muốn chơi trò chơi. Chơi trò chơi hả? Chơi gì nè con? Chơi hát lô tô được không? Trời ơi, trò đó ngày nào cũng hát hết trơn. Nhưng mà có bá chơi mới vui. Vậy hả? Ý mày nói tao làm trò cười cho mày hả? Không có, ý nó nói là có bà nó vui hơn. Vậy thì được. Ủa, hai câu đó giống nhau mà ta. Mọi người ơi, ra chơi trò chơi nè. Mọi người ơi, ra chơi trò chơi. Ra chơi trò chơi. Rồi, thể lệ trò chơi như sao? Bây giờ mình hát cho lô tô nhưng mà khó hơn, mình hát theo chủ đề. Đúng. Bắt cái chủ đề nào, hát cái chủ đề đó. Chơi luôn. Rồi, chia làm hai đội, đội A bên đây, đội B bên đây. Đội A. Đội A. Con Tư, con Lắm đâu? Dạ. Ra đây cổ vũ cho chị. Thằng nào ở đây quấn lộn đâu? Mẹ. Cái gì? Người phụ nữ đàn ông duy nhất trong đây nha. Mày bớt cái tính mày lại đi, ông nào ông vô trong. Dẹp cái cưa vô. Dẹp cái cưa vô. Mốt cưa bậy cưa bạ cưa tao làm đôi bây giờ. Trời ơi. Vô chơi vô chơi nè. Cho chị được rồi. Vô. Bắt đầu chơi. Chủ đề dân ca ba miền xin được phép bắt đầu. Dân ca ba miền à. Lên em ơi. Yo! Mời mọi người tới đàn lô tô chị Hai Phượng nha. Số gì đây? Số gì đây? Con số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Con số gì đây? Một thướng tóc tỏa ngang vai. Liên tục. Trời ơi. Bà điên hả? Quên, khúc quên. Này con lụm nó hát bà ơi. Quên. Dân ca bao điên mà tới miền cực lạc luôn rồi. Em xin lỗi chị. Bài này của con. Nè, mày hát giùm tao, tao quên. Mọi người vô vị trí. Vô vị trí. Hai ba. Một thương tông xòa ngang vai. Hãy thương mà đi đừng. Gái ba Phượng hát có khác không? Ngổ tang tình tang. Tình tang tình. Nhỏ này lụm Cà Mau mà hát trong quán hay dễ sợ. Tình ta một miền bèo sạt mây trôi trốn xa xôi. Anh ơi em vẫn chờ thấy có sự sắp đặt đâu đây ta thấy đâu. Miền Bắc còn một miền nữa tới em ơi. Còn đâu đây tiếng gió ngựa vì mà ngỡ con tàu vô sóng ngoài xa. Nỉ non sao tiếng nhạc kêu nhiều. Tiếng tung nam phiêu bà theo thủy triều. Đã trải qua bao mùa giông tố, qua bao nhiêu đổi thay, mãi dâng cho đời bài tình ca. Số gì đây? Từ Bắc vô Nam nối liền năm tay. Ta đi từ quán du những bước nuôi đồi. Dược thang đeo leo, tay ta trước đeo. Từ quê nghèo lên phố lớn đập tay nối liền. Sông gấm đôi còn một dòng thì cắm con số tám. Khoan. Bá, cho con hỏi là bài này phải là dân ca ư? Ủa con, bài này phổ biến không con? Dạ phổ biến. Dân ta ca nhiều không? Dạ nhiều. Dân ca. Trời. Nè, không có đủ ba miền. Ta hát từ Bắc vô Nam mà làm đủ ba miền là sao? Miền Trung. Từ Bắc vô Nam là không lẽ đi qua miền Trung? Đó. Qua chủ đề thứ hai. Chủ đề nhạc trẻ. Này ba chết hả? Thủy, lên em. Có em. Số gì đây? Cho em tình yêu, cho em hồn nhiên, cho em cười. Là tôi xin tên. Cho em giận ánh, cho em buồn vui, cho em khóc. Là tôi xin tên. Cho em tuổi xanh, cho em mộng mơ, em mua sầu. Là tôi xin tên. Em yêu trẻ mới, em yêu thật thơ, em ca hát. Là tôi xin tên. Hát giùm chị em, hát giùm chị. Em là hương, là hoa cho anh thẫn thờ. Em thướt tha, dịu dàng cho anh ngắm nhìn. Hôn anh say. Còn số 7
quan cảm thấy gì lắm phải không? Cho mày chết. Con má hát gì? Sau tất cả. Trời mẹ ơi. Cùng nhau. Trời ơi. Vừa như chưa bắt đầu. Hay quá. Vừa như ta vừa mới quen. Tình yêu cứ thế đông đầy. Trong em từng ngày. Vì quá yêu anh nên không thể làm gì cả. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta vẫn luôn thuộc về nhau. Còn số tao, còn số tao là còn số tao. Còn số tao, còn số tao là chơi luôn. Này má chết thiệt nè. Chủ đề thứ ba, nhạc nước ngoài. Nhạc nước ngoài. Nhạc nước ngoài. Chơi luôn. Số gì đây, còn số gì đây, số gì đây. Số gì đây, còn số gì đây, số gì đây. Ngưng nhạc. Ai ai ta sẽ tinh sẽ tông thì tinh cái tay cái to ta sẽ tinh cái tay cái to à nhai ngô à à à tay ta cái tay ta cái tay ta cái tay cái tay cái tay ta cái tay ta cái to tay ta cái 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 to à nhai ngô à ai còn số ai còn số ai còn số ai Thái Lan em sốc nhạc mình nén luôn đó. I don't know. Tell me all about his name. That's difficult to say. You were giving me the days I was born. Want to know about the story of the empire that I formed. My eyes say more of me. What you dare to say. I touch your soul. One day I finally know my soul. One day I come to you to say hello, Vietnam. Just say xin chào, Vietnam. 38. Số 38. Yo. Tưởng tao không biết hả? Nãy giờ lôi cái nhật ký của mẹ đó kể chứ gì. Từ Bắc vô Nam nè, rồi tuổi teen nè, đó bây giờ lớn ước bên nước ngoài chứ gì. Thầu ơi. Thôi đi mày đặt thi thố được. Ý muốn là cho tao thuyết phục tao cho diễn mấy cái mới mới này chứ gì. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi được, tối nay diễn y như cũ. Ê, lộn, ý nói là diễn giống cái sáng mình tập đó. Con luôn má. Thôi đi vô chuẩn bị đi. Đi vô thay bộ đồ đó con nha nha. Trời ơi. Còn có ngày hôm nay nó ở đây à, thôi chiều nó đi. Anh mà. Cái gì? Đứa nào? Đứa nào mới kêu tên cúng cơm của tao ra? Đứa nào? Bà Phở. Ồ. Chào cô. Cô cũng tới đúng giờ quá nhỉ? Hình như là sớm hơn 3-4 tiếng thì phải. Sao? Anh Mạnh à. Xin lỗi, tôi không phải tên Mạnh. Bộ, cái tên ba má anh đặt cho anh không hay hay sao? Mà anh lại đổi cái tên khác. Nghe quen quen vậy bay. Nửa đời hưng phấn. Thế à? Gì vậy mẹ? Lộn bà ơi, vô cái tuồng cái tao vô tuồng liền luôn á. Bực mình ghê á. Anh Mạnh. Xin lỗi cô, tôi không còn tên Mạnh nữa. Giờ tôi yếu hơn chút xíu, tôi tên Phượng. Có dạ. Cái gì nói lại đi. Dạ anh Phượng. Thôi, chứ chị Phượng được không trời? Nhây quá à. Dạ chị Phượng. Bữa nay tôi tới đây, tôi nhờ chị giúp giùm tôi. Chắc đủ đó. Mỗi đứa 100 triệu. Trời ơi, 100 triệu. Bớt cái sự thèm thuồng trên mặt lại mấy đứa. Bớt lại. Trời ơi, đi Thái chơi sướng luôn á. Lợm.
lớn. Yeah. Con mới thay đồ xong. Con mới thay bộ đồ mà chị mai cho con xong hả? Nhìn bộ đồ mày thấy cháy nhà rồi. Dễ sợ. Lâm, qua đây gặp má ruột của con nè. Sửa soạn đồ, lát đi theo má nha. Chào cô. Lụm, má xin lỗi con. Má biết là má có lỗi với con nhiều lắm. Má hứa là má sẽ dành hết phần đời còn lại của má để bù đắp lại cho con. Lụm ơi, con có biết má đi tìm con cực khổ như thế nào không Lụm? Bao nhiêu năm qua má tìm con, má tìm hoài mà không thấy. Rồi người ta tự tìm tới má. Người ta giao má cho con. Cái gì vậy mẹ? Người ta giao con cho má. Lụm mời về với má đi con. Chứ con ở những cái chỗ này cực khổ vậy má chịu không nổi luôn. Thôi, chắc cô hiểu làm gì đó. Nhỏ vợ con sống sung sướng lắm, con cực khổ vậy trơn á. Với lại cô thấy không, ở đây có bốn người nuôi con luôn, có bốn người bá luôn nè. Bá? À cô không hiểu đúng không? Bá là ba với má gặp lại thành bá á. Với lại hả? Với lại cô biết không? Là con là đứa trẻ mà hạnh phúc nhất cái thế giới này luôn á. Tại vì con được đi hả? Từ Nam chí Bắc luôn nè. Xong rồi mỗi lần đi là con được học mỗi trường khác nhau. Đó, mấy bá này thương con lắm, nuôi con nhỏ giờ. Bá Liên, bá thương con lắm đúng không? Cũng có chút chút. Mà thương thăm trương trăm triệu hơn con ơi. Con ơi, con đừng có ngạc nhiên hay bất ngờ gì hết á. 100 triệu đó đủ khiến cho bá đi qua Thái Lan chơi đám bạn bá vui vẻ hơn. Nhận má đi con. Ý của dì, hai ba nói hết rồi. Bá Phượng ơi. Con ơi, con ở trong cái đoàn này bao nhiêu năm con không biết thứ gì quan trọng nhất ở đây sao? Ở đây quan trọng nhất là tiền con à. Con đi theo má con có cuộc sống ổn định. Còn mấy bá ở đây có số tiền này để đổi đời. Con không thể hy sinh sao? Bộ bác cần số tiền này vậy hả? Tiền mà con, ai không cần. Nghèo lại còn cần tiền nhiều hơn nữa chứ. Về với má đi con. Lâm! Bà điên hả? Bà ép tôi đóng kịch tới bao giờ nữa đây? 100 triệu đối với bà lớn như vậy hả? Bà bán con bà kìa, bà điên rồi bà Phương. 100 triệu đúng là lớn thiệt, nhưng mà tình cảm của con mình nó lớn hơn. Tôi không chịu được đâu. Tao nuôi nó mười mấy năm, tao chờ đợi cái ngày hôm nay. Có người lại đây cho tao một khoản tiền lớn chuộc nó về. Cũng giống như là đóng hụi hay là trả tiền góp vậy thôi. Tụi bay đừng có giả tạo nữa. Bà đi, tụi bay đừng có giả tạo nữa. Không, tụi bay không cần tiền à? Cái cuộc sống cho tương lai của tụi bay tôi không cần. Và tương lai của nó nữa. Dì ơi, con lầm này. Tao ghét con nít lắm. Tiếng khóc của mày làm cho tao ám ảnh cả cuộc đời này. Mày nhìn vào mắt tao đi. Vết thâm quần theo thời gian là do ai? Là do mày. Đi. Chị Liên, mày đừng có nói gì với tao hết trơn á. Mỗi lần tao đi diễn được 5 ngàn, tao cho mày hết 4 ngàn rồi. Bây giờ tao có một cách để mà dằn trình dùm nơ. Mày đi liền giùm tao đi. Đi. Chị em đi. Mọi người em hết đi. Con đã nói mọi người bao nhiêu lần, mọi người chỉ có hát được thôi, không có biết diễn dở lắm, mọi người biết không? Mày nghĩ là tao đang diễn à? Bây giờ tao có tiền rồi, tao sẽ đốt chỗ này, tao sẽ phá cho tao xây được cái khác. Tao đốt chỗ này mày đi chưa? Tao đốt chỗ này luôn. Bà Phương, tao phá chỗ này luôn. Bà đi con. Được, con đi, con lại gì? Vô sửa soạn đi mấy đứa, 9 giờ tối là diễn đó. Vô sửa soạn, nhanh lên. Trời ơi, có cái gì đâu. Trời ơi, con đi. Tao hù thôi chứ tao có đốt đâu mà trời. Không, bọn giang hồ nó quay lại nó đốt hết giải phòng đằng sau rồi. Bà Phương ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Đừng bà điên hả? Bây giờ còn vô bà cuốn tiền bà nữa hả bà Phương? Bà điên hả?
ơi, Phượng ơi, Phượng, Phượng, Phượng ơi, Phượng ở đâu thì Phượng, Phượng ơi. Cái này hồi nhỏ mày mua cho nó nè. Cái bông cài đầu nè. Khi con lên 8 lên 10, ca dân ca không hay nên ba tập con mua. Đôi chân con lắng trung đung, đôi tay con quấn lung tung. Cá lô tô lại khó hơn nhiều, bao năm qua trồng ra ba vẫn luôn cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng. Nằm giữa khoảng trời mênh mông như ngày xưa lúc ba còn thơ bé. Đôi khi là trưa hè đầy gió, đôi khi là vui buồn đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn vì ba cầm thanh hơi xưa. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay tỏ gió tôi mời, nhưng sao trong tim ba vẫn luôn lạc quan. Con em có hát ngân ba, mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều. Mai đây con chở che cho biết bao điều, cho nỗi đau mọi người, cho nỗi đau mọi người. Mày khóc cái gì? Tao giận chơi mà. Tao giả bộ đó. Tao thử lòng mày đó. Ba hứa nha, ba hứa là ba không có đuổi con đi nữa nha. Không đuổi con đi nữa đâu. Không đuổi không đi nữa đâu. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chờ che cho biết bao điều, cho nỗi đau mọi người, cho nỗi đau mọi người, cho ta con biết bao nhiều. Nấc thang của cảm xúc đã được Buffalo mang đến cho chúng ta trên sân khấu của Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội. Những nụ cười và những giọt nước mắt, đỉnh cao của hài kịch chính là bi kịch. Xin mời ý kiến đóng góp đến từ Tiếu Lâm, bà giám khảo. Nếu như Cười Xuyên Việt mùa 1 người ta nhắc đến Dương Lâm, mùa 2 là Quỳnh Lập, là Nam Thư, thì một trong những người xuất sắc của Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội này là cháu. Các cháu đã ứng dụng những bài hát Việt Nam vô trong cái tiểu phẩm của mình một cách cực kỳ hay. Chưa bao giờ mà tôi được xem nhạc kịch mà tôi thú vị và tôi đã như thế này. Và nếu như ở Việt Nam mà như có đoàn lô tô kiểu này thì các bạn ơi, các bạn sẽ đắt dài dài từ Bắc chí Nam. Tôi có xem phim tài liệu Chuyến Đi Cuối Cùng của chị Phụng.
Tôi rất là thú vị khi các bạn đã khắc họa một chuyến đi của chị Phụng ở một cái phiên bản khác. Ở các bạn, cái màu sắc của lô tô đây nó lại sang trọng. Sang trọng mà không có khoảng cách. Nói như Thanh Thủy là mỗi lần xem một tiết mục của các bạn là chúng tôi phải dằn lòng. Chúng tôi phải bỏ hết những tình cảm cá nhân để hết sức khách quan đối với các bạn. Nhưng mà ở đây thì chỉ có thổi này là tôi yêu các bạn quá các bạn ơi. Cảm ơn nghệ sĩ Thú Kim Xuân rất nhiều ạ. Tôi rất ái mộ các bạn. Các bạn vừa hát, vừa diễn, vừa nhảy. Trong cùng một tiết mục của các bạn rất là mệt. Và công sức để luyện tập thì nhiều hơn mọi người. Có cái này là nó hơi rối loạn đội hình một tí so với Buffalo. Tại vì Buffalo là lúc nào đội hình mise-en-scène rất đẹp trên sân khấu. Tuy nhiên Buffalo vẫn là một nhóm tôi đánh giá cao. Chúc mừng các bạn. Rất là đau buồn bởi vì tôi cảm thấy tôi sắp mất ngôi. Bởi vì trước giờ tôi được mệnh danh là lô tô là bao trùm, mà bây giờ tôi thấy tôi mất ngôi rồi, tôi buồn lắm. Thôi lô tô của chị ồn lắm chị ơi. Không, cái lô tô đó là đòi nợ. Đòi nợ, bởi vì nó sổ sàng lắm, nay ta sang. Sang, à chị là sổ sàng hả? Dạ sổ sàng. Rồi bây giờ chị kiềm chế bản thân. Dạ kiềm chế lại đi chị. Không, làm gì phải kiềm. Dạ sao miễn sao có phê với khán giả thôi chứ. Cái lô tô nó có một cái màu sắc khác nhau. Đó, ừ. Nếu các bạn này mà lô tô giống như Thư là các bạn là không phải là các bạn mà là Thư. Nhưng mà nếu là Thư mà sang trọng vậy thì không phải cái riêng của Thư nữa. Cho nên bỏ cái có cái hay tiền à. Sự lô tài nhí rất nhiều à. Bỏ cái có hay tiền. Phân tích rất là sâu sắc. Về cái cảm xúc mà vui, nhộn, tưng bừng, quậy là mọi người đã chạm được tới khán giả. Nhưng mà cảm xúc về mà bi á thì thực sự chưa chạm được. Và em cũng có một cái lời khen cho nhóm là nhóm chọn đúng cái sở trường của mình là lô tô. Mà lô tô là có ca hát nhảy múa đúng sở trường của Buffalo của mình là nhạc kịch. Nó quá hợp, nó quá ăn gu với nhau đi. Và đó là một cái sự lựa chọn rất là chính xác cho cái vòng cảm xúc này. Hiếu nhìn thấy các bạn là những người cực kỳ cố gắng, cực kỳ đoàn kết. Và Hiếu tin chắc các bạn là những đối thủ nặng ký của những cái đội còn lại. Họ phải dè chừng các bạn. Muốn chia sẻ về cái cảm xúc mà khúc cuối thật sự lần đầu mà di diễn với các bạn. Về cảm xúc đoạn cuối là khóc mà hát không được. Khóc nấc lên rồi mình kìm không được để mình hát. Tại vì mình là một diễn viên nhạc kịch, mình phải tâm niệm làm sao mình phải hát được. Là mình phải nén nó lại để mình hát. Và lúc mà mình hát, có nghĩa những lúc mà mình hát không nổi nữa thì các bạn khác phải tiếp vô. Không phải là mình biện minh, nhưng mà mình muốn chia sẻ về cái khó của những cái nghệ sĩ biểu diễn vừa phải hát vừa phải cảm xúc. Thật sự rất cảm ơn những lời động viên và những lời góp ý rất là chân thành từ ban giám khảo cũng như ban bình luận đây, để nhóm có thể ngày càng tốt hơn từ cái dung đắp về cái kỹ thuật biểu diễn cho mình. Xin cảm ơn nhóm Buffalo. Rõ ràng qua Buffalo, những sự trình diễn của họ, chúng ta cũng có thể hiểu được sự đấu tranh tư tưởng và thích nghi với tất cả những hoàn cảnh trên sân khấu của Buffalo nói riêng và tất cả các nhóm thi nói chung của Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội. Xin mời tất cả mọi người tiếp tục ủng hộ với Buffalo.